Dạ, sắp thanh trật miếng chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có một số đồ gốm, đồ đồng và tranh đá để vô lưu dưới quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1K đầu tiên hôm nay thì em có một bức tranh đá tứ quý. À, hàng này là hàng vẽ tay ngang quý cô chú và anh chị. À, 8 vị tiên, một bức tranh là 2 vị tiên. À, bên cái bức tranh nó có hàng chữ tàu nữa. Chiều cao của bức tranh này là 83, ngang của nó là 31. Bên này nó là phía sau của nó là như vậy nha quý cô chú và anh chị. Đó, bóng bức y chang vậy luôn. Rồi mã số 1K đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh đá tứ quý này 2.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 2K thì em cũng có một bức tranh tứ quý. Chất liệu của nó là gõ đỏ, tùng cúc, trúc và mai. Bề mặt bức tranh thì được cặn ốc 7 màu hết nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lọt và lành lặn luôn. Chiều cao của bức tranh này là 1m07, ngang là 34, cái độ dài của nó là 2 phân ngang quý cô chú và anh chị. Cái này phía sau của nó đây. Đó, bóng bức nó giống nhau luôn. Rồi mã số 2K này em giao lưu với quý cô chú anh chị bốn bức tranh này 12 triệu. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 thì em có một cái ghế nghi. Chất liệu của nó cũng là gỗ đỏ luôn. Bề mặt với hai bên hông của cái ghế nghi này là được cặn ốc 7 màu. Cặn ốc 3 mặt nha quý cô chú và anh chị. Hàng thì liền lọt hết. Chiều cao của cái ghế nghi này là 1m. Chiều dài cũng là 1m luôn. Ngang lại là 51. Cái độ dài của cái này là nó là 6 phân rưỡi nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3K này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái ghế nghi, chất liệu của nó là gỗ đỏ này, 23 triệu. Em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Rồi mã số 3. Mã số 4K chứ. Rồi là em có một bức tượng ông cha Diệp. Chất liệu của nó là bằng đồng. Đó. Hoàng thì liền lọt và lành lặn luôn. Chiều cao của ông cha Diệp này là 34. Ngang lại là 12. Cân nặng của ông là 2,7 kg ngang quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4K này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái bức tượng ông cha Diệp này 2.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5K thì em có một cái xăm trầm. Hoàng thì liền lọt và lành lặn luôn. Bên trong hoàng sạch sẽ, không có ba vớ nha quý cô chú anh chị. Chân đế của nó có mọc này. Chiều cao của cái xăm trầm này là 19. Ngang của cái xăm trầm này là 22. Cân nặng là 1,5 kg. Rồi mã số 5K này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái xăm trầm này là 1.800.000. Em bao đánh bóng và em bao phía xếp. Rồi mã số 6K này cũng có một cái xăm trầm con hạt. Bên trong đây. Chân đế của nó. Chiều cao của con hạt này là 27. Chiều dài từ cái miệng của nó đến cái đuôi của nó là 33. Cân nặng của nó là hơn 1 kg nha. Rồi mã số 6K này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái xăm trầm con hạt này 900.000. Em bao đánh bóng cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7K thì em có một cái càng. Đó. Càng này thì mình chỉ để chân đề co thôi nha quý cô chú và anh chị. Nó bị hư cái lữ gà rồi nên không còn thổi được nữa. Chiều dài của cây càng này là 32. Ngang lại là 11. Cân nặng của nó là 300g. Rồi mã số 7 này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái càng này 700.000. Em bao đánh bóng và em bao phía xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 8 thì em có những cây đàn dầu. Chất liệu của nó là bằng đồng.
Hàng thì liền lạc là lặn luôn, không có bị lủng chảy gì hết. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 51. Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 27. Quanh bụng là 43. Rồi mã số 8K này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cây đèn này 3 triệu em bao đến đốc mà em bao phía xếp shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 9K này thì em có cây đèn này. Đó, hàng thì liền lọt và lành lặn luôn. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 48. Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 27. Quanh bụng là 40. Rồi mã số 9 này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cây đèn này 3 triệu. Em bao đóng và em bao phía xếp. Rồi mã số 10 thì em có một cây đèn gốm này. Cái bầu của nó thì bằng gốm, cái họng của nó thì bằng đồng nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 47. Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 23. Quanh bụng là 24. Rồi mã số 10K này em giao lưu cho quý cô chú anh chị. Cái đèn gốm này 2.500.000. Em bao phía xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 11K này em có cái đèn gốm này. Cái đèn này ống khói nó có logo luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao từ ống khói mà xuống tới chân đế là 41. Từ miệng đèn xuống tới chân đế là 19. Quanh bụng là 20. Rồi mã số 11K này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cái đèn gốm này là 2.200.000. Em bao phía xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 12K này thì em có được một bộ tách trà. Gồm 7 cái tách trà nha quý cô chú và anh chị. Hòn này là hòn gốm Nhật. Bên trong này nước men rất là sáng nha quý cô chú và anh chị. Chân đế của nó có mọc đây. Chiều cao của cái tách trà này là 5 phân. Đường kính của cái tách trà này là 8 phân rưỡi. Rồi mã số 12K này em giao lưu với quý cô chú anh chị. 7 cái tách trà này 800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13K thì em cũng có 2 cái tách trà này. 2 tách trà này nó có cái dĩa đó nha. Cái này là hòn gốm Tàu nha quý cô chú và anh chị. Đó. Cái này là cái dĩa của nó đây. Chiều cao của cái tách trà này là 6 phân. Ngang của tách trà này là 9 phân. Ngang của cái dĩa này là 11 phân rưỡi. Rồi hai cái tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Hòn gốm Tàu này 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 thì em có được chục chén hòn gốm Nhật. Chân đế của nó này. Những cái hoa văn này là được vẽ bằng tay hết nha quý cô chú và anh chị. Hòn thì liền lạc hết. Chiều cao của cái chén này là 5 phân. Ngang của cái chén này là 12 phân. Rồi một chục chén hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15K này thì em có được 5 cái dĩa hòn gốm Tàu. Những hoa văn là được vẽ bằng tay hết. Hòn thì liền lọt luôn. Ngang của cái dĩa này là 16 phân rưỡi. Rồi 5 cái dĩa hòn gốm Tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã 16K này thì em cũng có được 2, 4, 6 cái dĩa hòn gốm Tàu. Dĩa này nhìn rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị. Ngang của cái dĩa này là 24. Rồi 6 cái dĩa hòn gốm Tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 17K này thì em có một cái tô hòn gốm Nhật. Bên trong chân đế của nó đây. À, những hoa văn họa tiết này là được vẽ bằng tay hết. Chiều cao của cái tô này là 7 phân. Ngang của cái tô này là 26 phân. Rồi mã số 17K này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cái tô hòn gốm Nhật này 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Mã số 17K cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip một lần nữa em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị
trong những clip vừa qua đóng hộ shop của em. Thì cuối clip em mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Em cảm ơn.